xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Thì hiện nay thì Hoàng Hiền đang có mặt tại thị xã Sapa các bạn nhé, một địa điểm du lịch mà rất là nổi tiếng của đất nước chúng ta ở trên tỉnh Lào Cai. Thì ở ngay phía sau của Hoàng Hiền đây thì là sân vận động ở thị xã Sapa các bạn nhé, rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì Hoàng Hiền xin mời tất cả các bạn sẽ xuống khu vực này để trải nghiệm cảm giác xem em nhỏ thả diều tại sân vận động của thị xã Sapa các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy nhìn thấy ở đây thì khách du lịch đến với Sapa vào mùa này thì rất là đông, rất là tuyệt vời. Đấy, đứng ở đây mà ngắm cảnh đấy, xong thì thưởng thức cái vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao đấy, rất là tuyệt. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái diều này, trẻ em vùng cao đang thả diều bay phấp phới này. Và phía xa xa thì là những cái dãy núi đấy, mây đang bay lững lờ ở đó, rất là đẹp. Đây chính là cái khu vực này thì chính là sân vận động ở thị xã Sapa các bạn nhé. Đấy, thì rất là nhiều nhà cao tầng. Đấy, bởi vì đây là cái khu vực du lịch rất là phát triển, nổi tiếng ở đất nước chúng ta và cũng như là ở trên thế giới, cho nên là khách du lịch đến đây rất là đông. Đấy, cho nên là cực kỳ phát triển các bạn nhé. Đấy, dịch vụ phát triển đó. Quá là tuyệt vời luôn. Đây là lần thứ hai mà tôi được lên trên mảnh đất Sapa này các bạn. Thực sự thì mỗi một lần đi thì lại có một cái cảm giác rất là khác nhau. Cái lần đầu tiên mà tôi được lên trên Sapa này là khi mà tôi còn học ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đó. Thì khoa địa mà tôi theo học đó thì có tổ chức đi thực địa ở trên Sapa này, cái thực địa về tự nhiên đấy, thì là chúng tôi đã được lên trên Sapa này rất là đẹp. Thì hôm nay là lần thứ hai được trải nghiệm cái cảm giác hòa bình và cái thiên nhiên đấy, ở trên Sapa. Thực sự là một cái cảm giác mà chắc hẳn cũng rất là khó quên, rất là tuyệt vời. Không khí ở trên này rất là mát các bạn nhé. Đấy, thiên nhiên ở Sapa là một năm trong một ngày, trong một ngày thể hiện cái nhiệt độ đấy là của bốn mùa trong năm luôn các bạn nhé. Đấy, rất là mát mẻ. Các bạn mà khi mà lên trên Sapa du lịch đấy thì các bạn nên chuẩn bị theo một cái chiếc áo khoác mỏng đấy, mặc dù là hiện nay tôi đang đi đó là mùa hè các bạn nhé. Đấy, tuy nhiên thì vào buổi tối thì bởi vì là vùng cao mà đấy, càng lên cao thì nhiệt độ nó sẽ càng giảm đấy, cho nên là buổi tối ở trên Sapa này thì sẽ hơi se lạnh các bạn nhé. Đấy, mặc dù là mùa hè nhưng vẫn hơi se lạnh, thì các bạn nên chuẩn bị một chiếc áo khoác mỏng để buổi tối các bạn có thể dạo quanh thị xã Sapa đấy, ngắm cảnh và thưởng thức những cái món ăn ở trên thị xã Sapa, nó rất là tuyệt vời. Đấy, đẹp lắm các bạn ạ, quá là đẹp luôn. Trẻ em đang thả diều kìa. Thì các bạn mà khi mà đến Sapa du lịch đấy thì các bạn cũng có rất là nhiều các địa điểm đấy, để mà các bạn có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp của thiên nhiên ở trên Sapa này. Ví dụ như là thị xã Sapa này sẽ đi vào các cái bản như là bản Cát Cát đấy, một cái bản rất là đẹp ở Sapa đấy, hay là
vào những cái bản xa hơn đấy, nhưng mà du lịch hiện nay cũng khá là phát triển, đó là cái bản Tả Phìn và Tả Van đấy, thì là hai cái bản ở xa hơn cái khu vực thị xã này đấy, nhưng mà cũng du lịch rất là phát triển và rất là đẹp đấy, và thu hút thì cũng rất là đông khách du lịch khi mà đến với Sapa. Ngoài ra thì các bạn có thể khám phá cái vẻ đẹp hoang sơ và rất là tự nhiên đấy, của thác Tình Yêu đấy, và núi Hàm Rồng đấy, là những cái địa điểm mà rất là nổi tiếng ở trên Sapa. Ngoài ra thì hiện nay thì đang là mùa hè, thì các bạn nếu mà đến Sapa vào mùa hè thì các bạn có thể thử cảm giác đó là hái mận tại vườn đấy, ở những cái bản làng vùng cao đấy. Mùa này đang là mùa mận các bạn nhé, đấy, mùa mận chín rất là nhiều vào cái dịp cuối tháng 5 đầu tháng 6 đấy, thì mận chín rất là nhiều rồi, thì các bạn cũng có thể là trải nghiệm cái cảm giác hái mận đấy, tại những cái bản làng ở vùng cao rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì khi mà đến Sapa ấy, thì có một địa điểm mà chắc hẳn là các bạn sẽ không thể nào mà bỏ qua được đấy, đó chính là chinh phục đỉnh Phan Xipang đấy, một cái đỉnh núi mà cao nhất ở cái khu vực Đông Dương các bạn nhé, có độ cao là 3.143 m, rất là cao, rất là tuyệt vời các bạn. Bây giờ thì Hoàng Hiền sẽ đưa các bạn đấy, vòng quanh thị xã Sapa một vòng các bạn nhé. Đấy, mặt lắm các bạn ạ, đẹp tuyệt vời. Đây bờ hồ nhỉ? Là trước buổi thực hiện là mình tối mới ra đây ngoài này đấy nhỉ? Đẹp quá. Ui, phát triển nhỉ? Như New York ấy. Quá là sầm uất luôn. Mùa này khách Tây chưa có nhỉ? Có, nhưng mà so với ngày kia thì ít hơn hả? Bởi vì là khách nước ngoài chưa sang nhỉ? Chỉ là khách trong nước thôi. Quá đẹp luôn. Tối mà dạo ở đây nhỉ? Đấy, tối mà vòng quanh ở đây tối rồi luôn. Cứ vào các bạn vào lên trên Sapa này, nếu mà đông ấy thì là sẽ làm thứ bảy và chủ nhật thì cực kỳ là đông khách luôn, bởi vì ngày nghỉ mà, cho nên là khách lên khu vực này rất là đông đấy, còn ngày mà hàng ngày trong tuần thì sẽ ít khách hơn. À, khu vực này ra cho nhà thờ đá đúng không? Sao đến chưa? À, nhà thờ đá bên này à? À, đây là nhà thờ đá này, phòng ở đây tí lạnh à. Ra chỗ cái sân cái sân mà trước mình ra ấy. Đây. Trước là mình ở cái chỗ khách sạn Thanh Niên ở đây nhỉ? À, nhà nghỉ công đoàn à? Đây vòng đây phát này. Ôi, chúng này đúng nhìn như châu Âu luôn. Quá là đẹp. Đây. Thì là bây giờ là tôi đã có mặt ở chỗ sân vận động các bạn nhé. Sân vận động trung tâm đấy, ở thị xã Sapa các bạn nhé. Đây. Tuyệt vời. Các bạn mà lên đây vào thứ bảy ấy, thì tối thứ bảy hàng tuần các bạn nhé, thì sẽ có tổ chức văn nghệ đấy, văn nghệ và như kiểu nó chợ tình ở khu vực này các bạn nhé, rất là tuyệt vời. Lúc đó thì sẽ có rất nhiều các cái dân tộc đấy, như là dân tộc Mông này, dân tộc Giao, dân tộc Lô Lô đấy, và rất nhiều các dân tộc khác họ sẽ về đây đấy, để biểu diễn văn nghệ đấy, cũng như là đi chợ như kiểu chợ tình ở trên này các bạn nhé, rất là tuyệt vời. Ở đây chính là
nhà thờ đá ở Sapa các bạn nhé, một cái địa điểm mà rất là nổi tiếng đấy, tồn tại rất là lâu rồi ở trên Sapa này. Đấy, thì ở đây thì tôi thấy có một người đang thêu thổ cẩm các bạn này. Đấy. Ở trên này thì bà con vùng cao thì thêu thổ cẩm rất là nhiều. Đấy. Dệt vải chủ yếu là lấy từ cây rừng ấy. Cây rừng xong thì nhuộm vải. Đấy. Và thêu bằng tay như này các bạn nhé. Rất là tự nhiên như này. Đấy, không có máy móc đâu. Đây là những em bé vùng cao này. Đấy, trang phục truyền thống các bạn này. Ôi, em bé này đáng yêu đấy. Ui, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nhìn đấy. Ở đây thì ở bên phía ngoại ô của khu vực thị xã Sapa một chút. Đấy, thì rất là đẹp. Ở phía dưới kia thì là những cái bản làng của người dân ở dưới đó. Đấy, đẹp không các bạn? Núi đồi trùng điệp. Và các bạn mà đến Sapa vào cái mùa này thì hiện nay thì đang là mùa đổ nước các bạn nhé. Ở trên vùng cao cũng là mùa cấy đấy các bạn. Đấy, cấy lúa rất là đẹp. Thì bây giờ thì Hoàng Hiền sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Thì sẽ đi theo cái con đường này để vào cái xã Mường Hoa ở trên Sapa các bạn nhé. Thì Hoàng Hiền sẽ vào nhà bạn của Hoàng Hiền, đó là bạn Lành. Đấy, thì trước đây là học cùng với Hoàng Hiền 4 năm ở dưới cái ngôi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đấy, thì hiện nay thì bạn Lành đang làm ở trên này. Đấy, dạy thầy giáo ở trên này các bạn nhé. Thì và bạn Lành thì cũng có một cái kênh YouTube, đó là Tì Lầu Sapa các bạn nhé. Đấy, thì các bạn qua kênh Tì Lầu Sapa để ủng hộ cho bạn của mình. Đấy, bạn Lành thì quay cảnh vùng cao ở trên Sapa rất là đẹp các bạn nhé. Rồi, bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng tôi vào xã Mường Hoa. Đấy, các bạn nhìn thấy vùng cao có đẹp không? Quá là đẹp. Hiện nay là đang là đây các bạn nhìn này. Hiện nay đang là 7 giờ các bạn nhé. 7 giờ rồi. Thì chúng tôi mới bắt đầu là ở ngoài thị xã Sapa để vào trong xã Mường Hoa. Đấy. Rất là đẹp. Hiện nay đang là mùa hè nha các bạn nhé. Đấy, tuy nhiên thì tôi đang có cảm giác là xe lạnh. Đấy, vì tôi đang mặc một chiếc áo phông. Đấy, cảm giác rất là lạnh. Ôi, chỗ này đẹp thế. Quá đẹp luôn nhỉ. Đây là xã gì? Lao Chải á? Lao Chải với Tả Văn à? Đi đây các bạn nhá. Đây, lấy đi chậm đi. Đây chính là hai cái xã Lao Chải đấy, và xã Tả Văn là hai cái xã du lịch đấy, cũng rất là nổi tiếng ở trên Sapa các bạn nhá. Ôi, đây là điểm mà dừng chân đúng không? Dừng chân chụp ảnh này. Đấy, đẹp chưa? Và các bạn nhìn thấy ở phía giữa này nhá. Đấy, phía giữa này. Đây. Đấy. Thì qua khu vực đó thì chính là xã Mường Hoa ở đó. Thế thì cái xã ba cái xã Mường Hoa, Tả Văn với Lao Chải nó gần nhau nhỉ? Thì cũng theo một cái tuyến du lịch. Đấy, rất là gần. Thì từ chỗ Sapa đi bao nhiêu kênh nhỉ? Bao nhiêu? Đến chỗ này à? Bao nhiêu? 6 7 cây. 6 7 cây á? Đấy các bạn nhá, thì từ chỗ Sapa đấy, thị xã Sapa mà đi xuống cái bản Tả Văn này ấy, thì và cái xã Tả Văn này và cái xã Lao Chải này ấy, và xã Mường Hoa này thì nó khoảng
6-7 cây đấy. Vào trong xã Mường Hoa thì xa hơn một chút, thì nó khoảng 10 cây đấy. Thì khi mà các bạn vào đến Sapa thì các bạn muốn khám phá những cái bản làng đấy, nó còn nguyên sơ đấy, rất là tuyệt vời. Thì các bạn lên đi xuống những cái bản như thế này đấy, rất là tuyệt vời, đẹp lắm các bạn ạ. Bây giờ đang là 7 giờ tối rồi đấy, cho nên là nhà người dân thì cũng đã lên đèn rồi. Mà thực sự trên này yên bình nhờ, quá yên bình đẹp luôn, không khí thì trong lành mát mẻ tuyệt vời. Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Đấy thì sau một cái thời gian là đi khoảng độ 10 cây số từ ngoài Sapa vào xã Mường Hoa, thì hiện nay là Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà của bạn Hoàng Hiền, đó là bạn Lành đấy, người bạn mà học rất là thân với Hoàng Hiền đấy, và có rất là nhiều kỷ niệm cùng nhau trong suốt cái thời gian là 4 năm dưới cái mái trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đấy thì hôm nay thì rất là vui, bởi vì khi mà đi Sapa mà thì ghé qua nhà bạn Lành chơi. Đấy, bạn Lành thì cũng làm YouTube và có là chủ kênh nhé, chủ kênh là Tì Đầu Sapa, thì các bạn ghé qua kênh Tì Đầu Sapa nhé để mà ủng hộ kênh của Tì Đầu. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ thì Hoàng Hiền xin mời tất cả các bạn sẽ cùng Hoàng Hiền trải nghiệm cái cảm giác mà hòa mình vào cuộc sống của bà con ở trên vùng cao và tại nhà của Tì Đầu Sapa các bạn nhé. Rất là tuyệt vời. Mấy dọc phết. Cái này là gỗ gì đây chú? Đẻ. Vâng. Gỗ lông tông thôi. Dạ. Mình lấy trên rừng về hả chú? Lấy trên rừng về. À vâng. Nhiều củi này Lành lấy vợ là thoải mái củi để nấu rồi. Nhà. Yeah. Vâng, đầy củi. À. Lành có người yêu chưa chú? Chưa có người yêu à? Chưa đưa cô nào về nhà. Vâng. Kén chọn quá, kiếm cô nào. À. Bố mẹ có làm mối cho cô nào? Chú có làm mối cho cô nào? À, có nghĩa là tự tìm hiểu luôn đúng không? À. Vâng. Chú là sinh năm bao nhiêu? 71 à? À. Vâng. Vâng. Vẫn trẻ. Không, nhìn chú vẫn trẻ lắm. 71 thì vẫn trẻ. Vâng. Người Mông mình bình thường cái tuổi thọ này không như người Kinh nhỉ. Bởi vì là làm vất vả nhiều nhỉ. Vâng. Nhưng mà cháu nhìn chú vẫn trẻ, nhìn mặt vẫn trẻ. Vâng. Bảy mốt thì năm nay mới có 49 tuổi nhỉ. Củi này nó cũng dốc. Vâng. Cháu là không đi xe máy bá ô tô đi à? Vâng, cháu bắt xe ô tô đi mà. Vâng. Làm món gì ấy? Đấy, đây các bạn nhé, đây chính là bạn Lành. Quay mặt đây nào, chào các bạn gái nào. Đấy, rất đẹp trai các bạn nhé. Cái lá đấy là cô đun rồi à? Đun chưa? Lá cây đấy, lá thuốc đi. À, cất đi rồi. Đây là toàn là ngô ấy cô nhỉ? Ừ. Đấy các bạn này, ngô trên vùng cao chăn lợn.
Thầy giáo đảm đang đấy các bạn này. Đấy, đây là ngô, món ngô nếp vùng cao các bạn nhé. Đấy, tuyệt vời. Sắp chín rồi nhỉ con nhỉ? Ngon quá, ngon đấy, quá ngon luôn. À, đây là thịt treo các bếp à? Ôi, cái này để lâu rồi đúng không? Ồ, từ Tết á? À. Thế sao vẫn chưa ăn được chú? Ăn đầu toàn mỡ. Thế á? À. Nhưng mà mỡ nhưng mà ăn kiểu nó không ngấy ấy. Không ngấy. Đấy, đi đầu Sapa đẹp trai không ạ? Chào các bạn cái nữa nào. Và chú ở sau thì là bố của Tín Đầu Sapa các bạn nhé. Chú tên là gì chú nhỉ? Châu đấy. Là gì ở đấy? Châu. Châu à? À đấy. Chú Châu sinh năm 1971. Đấy, năm nay 49 tuổi. Cô nhà mình là sinh năm bao nhiêu chú? Vợ ấy. Vợ mà. À, 76 à? Ừ. Đó là chú hơn mấy tuổi? Có miếng thịt treo các bếp lâu quá rồi. Thế không bỏ ra ngoài để đây nó không hỏng rồi chú? Cháu tưởng là phải treo trực tiếp ở đây liên tục. Treo đây nhưng mà treo để gì ăn tưới. À. Ăn làm sao? Tưới lửa. Lửa nó. À. Có để sát lửa quá. Mùi khói quá không được đúng không? Có để xa xa đúng không? Vâng, nó sấy khô đi để xa. À. Vâng. Cái nồi ngô được rồi nhỉ. Ngô nếp ngon lắm. À thì mình lại trộn nước vào đây à con? Trộn nước vào. Nó không chảy, nó không chảy ra ngoài à? Không chảy đâu. À. Bánh. Thế là đây tí nữa mình chỉ gói luôn rồi. Mình có cho thêm cái gì không hả cô? Không cho cái gì đâu. À, thế là chỉ mỗi bột mới lại cho thêm đường luôn rồi. Muốn bánh chắc khứ ra đi này. Hay khai nữa cô. Chuối bạn. Là chuối thì gói thôi. Ừ, đấy là gói thôi, còn lúc cho này thì cho mỗi bột mấy đường thôi nhỉ. Bột mấy đường thôi, một tí thì gói thôi. Đấy, đường là đường trắng các bạn nhé. Cháu bé này, cháu còn lành. Ê, nó dẻo luôn rồi nhỉ. Dẻo luôn. Cái này bây giờ là ngọt luôn rồi. Thành bánh ngọt luôn. Hả? Ừ. Vâng. Tí. Vâng. Tí cháu làm cái. Đấy. Ngon lắm ạ. Vâng. Thử cái. Cháu mời cô chú nhé. Vâng. Bọng bọng. Ăn ngô, lành. Lấy để đâu? Gọi thử nữa. Đấy, thì này bây giờ là cô đang gói bánh nha các bạn nhé. Lá chuối mà khi mà lấy về thì sẽ rửa sạch và hơ qua lửa cho nó dẻo các bạn.
Đấy, hơi qua lửa cho nó dẻo và sau đó thì tách ra như này và gói. Đấy, bột này thì là bột gạo nếp mình nhỉ. Đấy, bằng gạo nếp các bạn nhé, và nghiền nghiền nhỏ như này. Đấy, sau đó thì trộn luôn đường đường trắng. Đấy, và cho nước vào, cho nước vào trộn để cho nó dẻo như này. Đấy, sau đó thì gói luôn này thôi. Đấy. Gói bánh như này. Cái này làm cũng đơn giản nhỉ. Công đoạn nó cũng đơn giản. Đấy. Đây, bánh các bạn này. Bẹt bẹt thế này nhỉ. À. Đấy. Xong rồi nẹn nẹn cho nó bẹt bẹt thế này các bạn này. Nó không kiểu kiểu tròn tròn như kiểu dưới miền xuôi. Đấy. Bánh này ăn là sẽ có vị ngọt luôn. Như kiểu bánh đường ở dưới miền xuôi. Thế thì mình có buộc không? Có buộc dây không? Không cần buộc dây à? Ui, chỗ này thì phải gói được mấy chục cái nhỉ? Yeah. Mấy chục cái đấy. Vâng, nhiều bột như này cơ mà. Thì lá chuối mình hơ qua lửa ấy, cho nó mềm mềm thế này để xong là mình gói lại, gói bẹt bẹt lại thế này để lúc mình hấp lên thì nó chín nhanh và nó chín đều. Cái này chỉ một lúc là chín nhỉ. Đấy, sau khi mà xong thì các bạn nhé, đấy thì sẽ làm cho vào những cái nồi như này, đấy, những cái nồi đồ sôi này đấy, để mà đồ này đấy, như này rất là nhanh chín thôi. Đã đà nó chín. Tao tao quay phim hay không? Tao là quay phim con tao máy tao phi tới phong tàng hồ. Quay thì chết. Nhớ kỹ đi đó. Mò nhá kiến cho cả miếng cho cả xem mà còn đầu hai tổ video không tàn lận mình là người Mông nhỉ, là nhỉ. Nhưng mà đúng thuộc người Mông gì? Mình là người Mông, Mông gọi là Mông Lềnh, nhưng mà chẳng biết là Mông Mông Lềnh á, có phải Mông Lềnh nữa, tưởng chỉ có Mông đỏ Mông ấy thôi. Ý là có mông đen, mông trắng, mông đỏ, mông các thứ, nhưng mà mình lại không phải thuộc những cái mông đấy. À, thì là mình lại mông khác. Mông mông này thì mình chẳng biết nó. Dạ, chân chị cứ chỉ ra kinh đây là biển mông nua. Mông nua. Mông gì? Mông nua. Chẳng biết. À, đấy thì các bạn nhé. Thì có nghĩa là người Mông thì... Tiếng Mông gọi là Mông Lềnh. Mông Lềnh. Ừ. Tiếng Mông ở trên này gọi là Mông Lềnh. Bởi vì là người Mông thì dân tộc Mông thì được chia ra là nhiều người Mông khác nhau đúng không? Nhiều loại. Ừ, đấy, Mông đỏ, Mông trắng, Mông trắng. Đấy. Đen. Ừ. Và ở trên này thì là gọi là Mông Lềnh nhỉ. Yeah. Ừ. Mình cũng không phải Mông đen. Thực ra là trang phục của dân tộc mình thì màu đen thật đấy, nhưng mà mình lại không phải Mông đen. Chỉ là trang phục thôi. Còn cái Mông đen thật sự ấy thì Mông đen nói chuyện là khác mình. Bình thường thì tiếng Mông đen ấy, thì Mông Lềnh này mình nghe không hiểu mấy đâu, họ nói nhanh. À, có nghĩa là cái ngôn ngữ thì mình nghe thì cũng không hiểu được nhiều đúng không? Không hiểu hết được. Họ nói khó nghe. Có nghĩa là vẫn có sự khác nhau. Vẫn hiểu. Hiểu nhưng vẫn đôi chút khác nhau đúng không? Nó luyến lấy như kiểu tày với dãy các thứ cũng có kiểu đấy đấy. Nhưng mà Mông đen nói chuyện thì mình khó nghe lắm, như kiểu Mông ở trên Hà Giang luôn đấy. Nói nhanh không là có nhiều từ họ nói phát âm khác đi nên là mình không hiểu. Thế là ở cái khu vực này của mình thì cũng chủ yếu là Mông Lềnh đúng không? Đúng rồi. Mông trắng thì có ở bên Cang,
gọi là xã Liên Minh bây giờ ấy. À, thì đấy là mông trắng. Mông trắng. Còn mông đen thì có ở bên Tả Phìn. À. Tả Phìn mà anh em mình chuẩn bị sắp tới sẽ đi trải nghiệm đấy. Ừ, sang Tả Phìn nha. Tả Phìn, Tả Phan. Chứ còn mông đen không phải là nhìn vào trang phục đâu. Ừ. Thế bây giờ nhá, mông lành của mình này, mấy mông đỏ, mông đen thì cái trang phục có giống nhau không? Khác nhau chứ. Trang phục khác nhau á? Nhưng mà mông đen ở bên kia mặc quần áo cũng gần gần giống mông này. Thế? Nhưng mà nó quần áo của nó cũng gần gần giống mông này, nhưng mà cái cách nói chuyện của nó ấy, cái cách nói chuyện của mông đen ở bên bên Tả Phìn ấy, nói chuyện là nó khác với mông lành này. Mông này thì mình nói thì mình cảm thấy dễ nghe, có khi họ nói ấy, họ cũng cảm thấy dễ nghe chẳng. À. À, nhưng mà ở trên này phổ biến chủ yếu là mông lành nhá. À. Còn mông trắng thì cũng ít, còn mông đen cũng ít. Mông đen thì ở bên Lai Châu lại nhiều hơn. Lai Châu á? Ừ, từ đây sang Lai Châu xa không nhỉ? Đây sang Lai Châu thì nếu mà ranh giới đất Lai Châu thì cũng gần thôi. Ừ. Ở ngay trên thị xã Sapa qua một tí lên đến cổng trời ấy. Là đến đất của Lai Châu rồi à? Đúng rồi. À, thế thì cũng gần nhỉ? Đúng rồi, đến cổng trời đấy là ranh giới đấy. Ranh giới đất Lai Châu rồi. Thế bây giờ như này nhá. Người Mông của mình ấy, thì nếu như mà cưới hỏi ấy, cưới hỏi thì có được lấy các dân tộc khác không? Hay là chỉ lấy trong người Mông thôi? Cái đấy thì đơn giản mà bạn. Bây giờ thời này hiện đại rồi thì mình không biết ở chỗ khác như thế nào, nhưng mà ở chỗ mình thì rất là thoải mái thôi. Nhận thức của mọi người cũng đi lên rồi ấy. Xong là cũng cập nhật được với thông tin rồi là các thứ. Thì hiện nay thì mình thấy là dân tộc mình cũng gọi là cái trình độ nhận thức ấy cũng đang được nâng cao rồi ấy. Nên là cái vấn đề hôn nhân ấy thì mình cảm thấy là rất là tự do. Mình có thể lấy bất cứ ai, chỉ cần là mình yêu và gọi là có tình yêu ấy, chứ không bây giờ mình không kiểu ép buộc là người Mông cứ phải lấy người Mông. Đấy là suy nghĩ của mình và một số bạn mình đã từng thấy thôi, chứ còn ở chỗ khác thì mình cũng không dám đánh giá và nhận xét. Thì có nghĩa là người Mông ở khu vực này của mình đúng không, ở xã Mường Hoa này nhỉ, thì là gọi là Mông lành đấy nhỉ. Thì là cưới hỏi thì các bạn nói là không phải như ngày xưa đúng không? Ngày xưa là nhiều dân tộc là trai gái khác dân tộc là không được phép lấy nhau đâu. Mấy này là cha mẹ là đâu con ngồi đấy. Đấy, nhưng mà ngày nay thì hiện nay trên này thì đã là rất là bình đẳng đúng không? Bình đẳng có nghĩa là yêu thương thực sự đấy, thì là có tình yêu thì sẽ lấy, chứ không nhất thiết là phải lấy trong dân tộc nhà. Thế là rất là tiến bộ văn minh ấy nhà. Thật sự là mình nếu mà mình thấy là ở đây cũng tiến bộ hơn so với một số vùng mà mình đã từng đi qua ấy. Về kể cả về nhận thức về về vấn đề hôn nhân rồi các thứ ấy. Thì ở đây là cái xã Mường Hoa này thì nó cũng ngay gần cái khu vực Sapa các bạn, thì cách độ 10 km thôi, thì nó cũng ngay gần cái xã Tả Van nhỉ. Tả Van mấy cái xã gì mà đấy mình đi qua nhỉ? Xã Lao Chải. Lao Chải nhỉ? Hai cái xã, ba cái xã du lịch rất là nổi tiếng ở gần cái khu vực Sapa. Đấy, thì khách du lịch vào đây rất là nhiều nhỉ? Mùa du lịch khách Tây vào đây cũng rất là nhiều. Trước đây thì Lao Chải với Tả Van có tour du lịch chính thức. Còn xã Mường Hoa mình ấy thì với từ năm ngoái năm kia là mới bắt đầu mở tour du lịch xuống xã Mường Hoa. Mình thấy tour du lịch xuống xã mình thì mình thấy có sự khởi sắc rất là mạnh, từ kinh tế, từ cách sống, từ phong trào, từ mọi thứ luôn. Và xã mình hiện tại là đang phát triển rất là mạnh về kể cả cơ sở hạ tầng cũng như là đường xã, cầu cống các thứ, từ tư tưởng luôn cũng thay đổi hẳn từ khi có du lịch đến. Đúng rồi, bởi vì là du lịch nó là một ngành dịch vụ mà. Đấy, mà dịch vụ thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Đấy, cho nên là bà con mà cứ làm du lịch nhiều ấy thì kinh tế sẽ phát triển. Đấy. Cho nên là những người mà đừng, như bọn Lành ở đây gọi nhá. Đấy, mà học đại học ở dưới Thái Nguyên về đấy, 4 năm đại học đấy. Mà so với bà con ở trên này thì trình độ rất là cao ở trên này rồi đấy các bạn nhá. Bởi vì các bạn biết là trên này vùng cao thì hầu như là đi học rất là ít, đúng không? Bình thường là chỉ học hết cấp 2 thôi. Lớp 9 nó đã nghỉ rồi. Đấy, nhưng mà bạn Lành rất là có trí. Đấy, học đại học về thầy giáo trên vùng cao rất là đẹp trai. Đấy.
Thế như của mình đây thì có kéo vợ nữa không hả anh? Ôi, về cái vấn đề kéo vợ này thì nó dàn trải lắm ạ. Thì là như nào? Thế có ở Tết thì có kéo bao giờ không? Nó gọi là cái vấn đề muôn thuở rồi. Thực ra cái vấn đề này thì ở trên mạng rồi, trên các trang báo các thứ thì người ta đã nhắc đến rất là nhiều rồi. Ừ. Và thực ra mình cũng chỉ muốn nói một chia sẻ một chút thôi. Ừ. Thực ra là kéo vợ thì hiện tại là ở Sapa thì mình không dám nói là không có, nhưng mà có nhưng vẫn có, nhưng mà nó sẽ chỉ ở một số vùng, một số bản. Nhưng mà cái đấy là cái phong tục ngày xưa để lại mà. Là phong tục từ ngày cũng xưa là một cái đẹp văn hóa của bà con ở trên này đấy, người Mông đấy. Ô, nhưng mà hình như kéo này thì là có hai trường hợp đúng không? Đúng rồi, một trường hợp là yêu nhau rồi đúng không? Đúng rồi. Yêu nhau rồi nhưng mà ngại đúng không? Ngại để thì là sẽ kéo đúng không? Đúng rồi. Đấy thì cái trường hợp đầu như thế, nếu như mà yêu rồi đấy thì chàng trai sẽ kéo đúng không? Thì sau đấy nếu mà sau này mà lấy về rồi ấy, thì là nếu mà có cãi nhau gì ấy, đúng không? Thì là người con gái sẽ bảo là ngày đó là anh kéo tôi về đúng không? Thì là có quyền đúng không? Đấy, còn nếu như mà cô gái mà theo về đúng không? Theo về mà sau này thì có chuyện gì thì lại bảo chàng trai bảo là ngày đó thì cô theo tôi về đúng không? Chứ không phải tôi kéo đúng không? Đấy thì là trước lên trên Hà Giang thì tôi cũng nghe là nói như thế, là cũng được biết là như thế đúng không? Ừ. Còn trường hợp thứ hai là không yêu đúng không? Không yêu nhưng mà nếu mà thích thì kéo về đúng không? Đấy. Ừ. Đó, trước lên Hà Giang vào trong nhà thì anh bảo là không yêu kéo về, mặc dù không yêu kéo về vẫn phải ở 3 ngày. Hết 3 ngày mới được về. Đấy. Như thế. Ừ. Nếu mà hết 3 ngày nếu mà đồng ý thì có nghĩa là lúc kéo nhá. Lúc kéo thì sẽ kéo đã sang cho người sang rồi, người bảo bố mẹ là con kéo con bố mẹ về rồi. Đấy xong thì ở hết 3 ngày. Nếu như mà hết 3 ngày không yêu thì sẽ về. Còn nếu mà yêu thì ở luôn. Sang hỏi cưới thôi. Sau khi mà vừa kéo về đến nhà mình phát là họ đã cho người đi. Phải bảo rồi, phải báo rồi. Ừ. Thế như ở trên này thì người Mông của mình thì tục ma chay như nào? Ma chay thì nó phức tạp lắm bạn ạ. Ừ. Có tục phơi xác không? Ở mấy vùng mấy chỗ nó có một kiểu, nhưng mà ở trên mình này thì mình chưa bao giờ nghe thấy ở đâu phơi xác. Có không phơi xác đâu đúng không? Có nghĩa là vẫn cho vào quan tài đúng không? Cho hết vào quan tài thôi. Có hết vào quan tài và là thời xa xưa thì có cho lên, gọi là cho lên ngựa ấy. Cho ngựa? Gọi là khó khăn quá thì không có nổi quan tài thì cho lên ngựa. Gọi là cái đấy gọi là ngựa nhưng mà không phải ngựa, mà nó là cái người ta lấy cái vầu ấy. Ừ. Người ta đan lại. Cái vầu người ta đan lại xong là người ta cho lên. Đan lại thành cái gì? Đan lại thành cái kiểu như con gần như con ngựa ấy, cho nằm lên đấy. À. Xong là nhưng mà mình chưa thấy bao giờ. Hồi nhỏ thì mình có mang máng con nhớ đến cái. Ừ. Thế còn hiện nay như nào? Hiện nay không có, hiện nay chó phải quan tài. Ừ. Thế xong thì là có chọn ngày đẹp để cho không hay là cứ chế lúc nào thì mình vẫn cứ cho bình thường thôi, mình kiểu câu lệ ngày tháng. Chứ không phải như nhiều nơi đúng không? Nhiều nơi phải xem ngày đẹp, nhưng đây là cái là ấy rồi, đúng không? Thực ra mình thấy dạo này trên này ma chay ở trên này cũng cải tiến. Ừ. Mình có đi một số nơi và thấy ma chay các thứ thì mình cũng thấy kinh dị phết đấy. Kinh dị là như nào? Là kiểu cảm giác cứ ghê ghê. Đấy, thế thì về cái tục ma chay của người Mông của mình, Mông Nền ở trên này thì khi mà đám ma thì là có mổ trâu bò không? Bình thường thì nếu mà bình thường ấy thì có con cái để có con cái kêu mang ấy thì sẽ mổ một con trâu, đấy là bình thường ấy. Còn nhà nào mà có điều kiện thì có thể mổ hai con vào cái hôm mà trôn ấy. Còn con lợn thì có thể mỗi ngày, ý là trong thời gian mà tang ấy, tang lễ ấy, là 1-2 ngày đúng không? Ừ. Thì mỗi bữa có thể mổ một con. À. Còn trâu thì nhà nào không có điều kiện hoặc là không có con cái để cứu mang ấy thì sẽ không mổ trâu nhá. Ừ. Không mổ trâu nhá. À. Sẽ chỉ mổ con lợn hoặc là các thứ đấy. Ừ. Thì có nghĩa là bây giờ ma chay này nó cũng theo từng kiểu.
Ví dụ nha, mình làm mông mình không theo đạo thì mình lại ma chay một kiểu khác, có đánh trống, có thổi kèn. Còn ma chay kiểu theo đạo Tin Lành với đạo Thiên Chúa thì nó lại khác. À, thế có nghĩa không đánh trống không ấy. Có cả người Mông theo đạo Tin Lành nữa. Ui, trên mình thế người Mông theo đạo Tin Lành nhiều lắm các bạn. Thì là thì bây giờ để mình bảo này, dân số bây giờ xã mình cứ cho là khoảng 100 hộ đi nhá. Đấy là mình lấy ví dụ thôi nhá. 100 hộ thì 30% là theo đạo Tin Lành, 30% là theo đạo Thiên Chúa. Tức là lại có sự khác nhau như vậy. Còn lại 30% là người bình thường. À. Đấy là đạo đã chính. Thế ví dụ như người Mông của mình thì Mông Lành của mình thì ăn Tết là có theo giống người Kinh không? Ăn Tết giống người Kinh mà. Cũng như lịch người Kinh đúng không? Các thứ luôn. Thế còn các Mông khác kia thì có giống không? Cũng giống. Cũng như nhau hết đúng không? Như nhau nhưng mà ý là Tết đến các thứ thì theo đạo các thứ thì không cúng. Không cúng á? Không cúng như kiểu mình người Kinh hóa vàng các thứ đấy. À. Thì người Mông mà cái đội theo đạo ấy thì không cúng. Ừ. Còn mình bình thường mình vẫn cúng mà. Tết các thứ mình vẫn cúng, bình thường cúng tổ tiên các thứ. Đến phải đến mùng 3 thì nhà mình mới khóa vàng, gọi là khóa vàng như kiểu người Kinh ấy. Nhưng mà vẫn đi chơi đúng không? Đi chơi bình thường mà. Vẫn đi chơi thứ. Thế là ngày mình đây thì mình đi chợ thì chợ nào? Ở đây mình thường đi chợ thì đi chợ Sapa, chợ Đầu Dốc. Chợ Sapa nhỉ? Chợ Sapa, Sapa đông đấy nhỉ? Đông là nổi tiếng nhất. Chợ Sapa thì họp vào thứ mấy? Chợ Sapa thì nói chung là chợ Sapa thì không như chợ khác. Nó là chợ đô thị ấy, nên là nó mở trong tất cả trong tuần luôn. À. Nhưng mà gọi là đông nhất và vui nhất thì thường vào tối thứ bảy. Tối thứ bảy tối đông nhất trong tuần ấy. Còn tối chủ nhật thì nó lại sang tuần mới rồi nên là bằng mở tối á. Buổi tối thì lại có thêm. À đúng rồi, bởi vì là tối thứ bảy ở chỗ trung tâm ấy nhỉ. Cái chỗ nhà thờ đá ấy, nó có như kiểu chợ tình ấy nhỉ, đúng không? Xong là người ta lại còn mở gọi là như hội chợ nữa ấy, tối thứ bảy ấy. Đúng đông rồi. Cực kỳ luôn. Nó văn nghệ nữa nhỉ. Tất cả các mặt hàng từ A đến Z luôn, từ đồ nướng, từ ăn uống thực phẩm, từ đủ thứ luôn. Đúng rồi. Nào có cơ hội là anh em mình trải nghiệm. Ừ. Đấy thì đây là bạn lành của các bạn nhé. Đấy. Bạn lành đi đầu Sapa. Đẹp trai, rất đẹp trai đúng không? Có người yêu chưa? Mình vẫn còn đang ế nhá. Vẫn đang sợ ế đây này à. Rất đẹp trai. Ế quá. Không ế đâu, đẹp trai, tài năng này. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Lành có biết thổi khen mông không? Tớ không bạn ạ. Không biết thổi á? Tớ đi học như bạn thì không biết, là mình sống ở từ bé đây chắc mình biết thổi chứ. Không biết, bố tớ không biết thổi. Thế? Thường thường khen mông là như kiểu bố truyền lại cho con đấy. À. Ít khi có người thật sự đam mê thì mới đi học thôi, chứ còn mình thì mình đam mê môn khác. Ừ. Mình đam mê thể dục thể thao. Bóng truyền nhỉ. Bóng truyền, bóng đá. Nhưng mà cái khen mông thì cứ thổi nó lên tiếng nhá, nó không theo bài thôi. Nó cái thổi là nó lên tiếng nhưng đúng mà rồi. Nó không đúng nốt, đúng. Nó không đúng bài nhạc thôi. Đúng rồi. Hôm tôi lên trên Hà Giang ấy thì vào nhà của Bao, tôi cũng mượn khèm người Mông của tôi cũng thổi ấy. Thổi nó đầu thổi luôn mà thổi nó cũng kêu cũng lên tiếng ấy. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó không theo bài. Đấy, nhưng mà thổi cũng rất là hay. Thổi trải nghiệm thú vị đấy. Thổi nó cứ tút tút tút. Đúng rồi. Thổi một lúc xong kiểu nó hết hơi ấy. Thổi lúc hết hơi. Anh rẻ gọi là chồng của chị họ ấy. Ừ. Là biết thổi đấy. Hôm nào mấy cái bạn với tôi đi vào anh ấy làm bài, anh ấy trải nghiệm. Thế là thế nhà gần đấy không? Nhà ngay đây. Thế là thế hôm nào sang thì anh ấy thổi nhỉ. Ok. Thưởng thức cho các bạn thưởng thức một bài khen người Mông ở trên này nhỉ. Rất là tuyệt vời đấy. Bởi vì là hôm đấy tôi vào trong nhà của Pao thì cũng được một cái em nhà đấy thì cũng thổi giỏi lắm, được giải giải nhất đấy. Giải nhất ở Liên hoan văn nghệ. Bố tôi biết thổi sáo này bạn. Thổi sáo á? Nhưng mà bạn không có sáo rồi, bố tôi thổi sói. Sáo giỏi cực kỳ. Thế á? Thế nhà không có à? À, thế mà có thì được chú thổi, thử thổi cho bài thì tuyệt vời nhỉ. Ngày xưa bố tôi chuyên dùng sáo ở tán gái. Thế á? Thế chắc mẹ như thế mới đổ ấy nhỉ. Thế bố có dạy cho không? Trước thì có, nhưng mà mình người lắm, không học mấy cái đó. Thế là đấy không học à? Còn phải học cái chữ mang về bản. Mang chữ về bản đúng không?
Nhưng mà biết thổi sáo là bây giờ đang ra ngoài ngoài ngõ là toàn gái rồi. Nhà. Hoà lắm. Toàn ngủ trước 10 giờ đấy bạn. Ừ. Thế tối nay không đi chơi à? Chơi gì? Đi vào bản tán gái chứ. Ngủ sớm đến bao giờ mới lấy được vợ? Như vậy thì video ngày hôm nay thì tôi đã đưa các bạn trải nghiệm đấy, vào trong nhà của bạn mình ở Tín Đồ Sa Pa. Người bạn mà chơi rất là thân với mình đấy, trong 4 năm mèo sinh ở Thái Nguyên. Và Hoàng Hiền sẽ kết thúc cái video này ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký ủng hộ kênh và nhấn vào chiếc chuông ở bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất từ video của Hoàng Hiền các bạn nhé. Bây giờ xin chào các bạn.